Và rất là vui đến với đêm nhạc ngày hôm nay. Cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận rất vui được đón tiếp sự có mặt của ca sĩ Diệu Hiền. Sau đây xin kính mời chị lên sân khấu với các tiết mục văn nghệ cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính mời ca sĩ Diệu Hiền. Dạ, lời đầu tiên con xin được gửi lời chào trân trọng đến quý cha, quý sơ, quý vị chính quyền cùng toàn thể quý cộng đoàn của giáo xứ Bình Thuận ạ. Thật sự là lâu rồi Diệu Hiền mới quay lại giáo xứ Bình Thuận và rất là bất ngờ với khung cảnh rất là khang trang và lộng lẫy của nhà thờ mới. Và Diệu Hiền hy vọng là mai mốt mà được khánh thành nhà thờ thì con cũng được hát một bài nha cha. Dạ. Và bây giờ thì để tiếp nối với cái buổi tiệc ngày hôm nay thì Diệu Hiền xin được gửi tặng đến một bài hát rất là ý nghĩa dành cho những người con xa quê muốn quay trở về và được về thăm mẹ của mình, thăm cha của mình, được về thăm quê hương của mình. Dạ, một bài hát rất là xúc động của nhạc sĩ Giang Ân. Con mời quý cha, quý cộng đoàn cùng thưởng thức bài hát Mùa Xuân Nhớ Mẹ Nhớ Cha. Bình an mong cho cõi đời được
Dạ, con xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Hát bài này xong tự nhiên muốn đi về quê thăm ba mẹ ngay. Thực ra thì mùa dịch vừa rồi thì cả năm, gần như là cả năm ở kẹt lại ở Sài Gòn mà không có được về. Mà rất là nhiều cái biến cố xảy ra, cũng như là rất là nhiều biến mất mát xảy ra trong cái mùa dịch này. Cho nên là khi mà hát bài hát này thì con chỉ muốn chạy ùa về nhà ngay lập tức thôi. Nhưng mà rất tiếc là còn rất là nhiều việc còn đang dang dở, cho nên là chắc là phải hẹn ba mẹ là gần tới giao thừa con mới về. Dạ, và bây giờ thì con cũng muốn hát một bài hát mà để cảm tạ Chúa về một công trình Chúa đã ban cho giáo xứ của chúng ta, một nhà thờ rất là đẹp, rất là trang nghiêm và nguy nga lộng lẫy. Con xin được gửi đến một bài hát về cảm tạ Chúa. Và một bài hát, bài hát này thì cũng rất là quen thuộc, và con cũng hy vọng rằng quý vị ở dưới nếu mà thuộc thì cùng hát với con. Ca khúc Ví Như của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên ạ. Dạ, vỗ tay to hơn một xíu được không? Mọi người no rồi chứ con đói, sáng giờ con chưa ăn gì hết. Sức tài năng nhưng ít gì chẳng nên.
Em cho anh giải đặc biệt luôn. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Diệu Hiền rất là nhiều. Những bài hát của chị đã đem lại cái giai điệu nhẹ nhàng vui tươi trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa con xin được cảm ơn quý cha, quý sơ, quý vị quan khách và toàn thể quý cộng đoàn của Giáo xứ Bình Thuận ạ. Cha ơi, nhân đây thì con cũng xin một chân hát khánh thành nhà thờ nha cha. À, có nghĩa là Diệu Hiền đăng ký trước để hát khánh thành nhà thờ. Cảm ơn Diệu Hiền trước nha. Chúc Diệu Hiền và gia đình mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Nhất là đứa con mới săn được mau ăn cháu lớn nha. Rồi.